À, chào anh em đang xem miền Tây Solar ha. Nay là sáng ngày thứ tư, ngày 6 tháng 12 2023. Thì chúc anh em có những ngày làm việc thật là vui. Thì ở bên đây là một tấm 120W áp từ 18 tới 24V. Thì với cái áp này chúng ta có thể gắn sạc hệ 12 là rất là ok. À, còn ở bên đây là tấm cũng 120W luôn nhưng mà cái áp là từ 24V cho tới 30V. Thì uh, nó sạc cho hệ 12 hay là 24 là còn tùy thuộc vào con điều khiển sạc mà ta chọn nó nha. Ví dụ như con SUA 30A mà đưa vô cái tấm ở bé bên đây thì uh, nó sẽ sạc cho hệ 12. Nếu mà hai tấm uh, như thế này mà mắc nối tiếp thì nó sạc cho hệ 24. Còn con SUA mà đưa vô một tấm ở bên đây là nó sẽ sạc cho hệ uh, uh, hệ 24 nha anh em, hệ 24 và anh em muốn nó sạc uh, hệ 12 thì anh em buộc phải dùng uh, uh, cái cái uh, MBBT chứ không có dùng uh, BBKM xua -Sure nữa. Thì hai tấm pin thì nhìn nó cũng khá là, là 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 không giống nhau. Ở cái tấm bên đây á, tấm áp cao này thì nó hơi dài hơn và cái xe pin nó kết cấu hơi khác. Áp từ 24 tới 30V nha. Còn ở bên đây á, là áp từ 18 đến 24V. À, kết cấu nó nhìn hơi khác, nó hơi ngắn hơn chút. Đó thì à, hai loại pin à, 120W em đang à, khuyến mãi. À, đều là giá 1 triệu bao ship hết ha, đồng giá 1 triệu bao ship. tùy vào nhu cầu sử dụng ha, tùy vào cái sạc của chúng ta là BBKM hay là MBBT mà chúng ta sẽ chọn à, à, cái tấm pin nào cho nó gọi là phù hợp. Đó. 1 à, triệu bao ship hết nha anh em. Đến nhà chở thì à, mỗi tấm nó có 900 000 nha, đến nhà chở thì mỗi tấm 900 000 Đấy đó là phần về tấm pin thì hai tấm bên đây nè ta đang hai tấm áp cao nè ta đang mắc uh, song song với nhau à, đang mắc song song với nhau và đi qua à nói tiếp anh em quên á, mắc nói tiếp nha đang lắp nói tiếp đó thì uh, tối đa của nó là 30V và thấp của nó là 24V ta lắp nói tiếp để đi vào con ele dôi LL dôi 400W hay là 600W gì đó cũng được nhưng mà cái con ta đang quay video đây là cái con này là cái con uh, um, 600W, 600W và hiện tại đang vô mạch vô mạch thì hai tấm pin nó bốn mươi mấy vôn à, vô mạch thì nó tụt vôn khá là lớn nha tụt vôn khá là lớn nó còn bốn mấy ba mấy vôn à, nó đang sạc xuống mấy em nè thì cái quạt của em nó ăn có hai em cho nên nó sạc xuống hai em màn hình đây nha anh em em 600w sáu trăm mới về hồi tối hôm qua và hiện tại bây giờ em đang có em này rất là nhiều luôn nha mọi người giá vẫn như cũ nha vẫn một triệu mốt cộng với ship 30.000 thì sáng nay thức dậy anh em coi được cái đoạn video mà em quay hồi tối là cũng đã có bốn đơn hàng này rồi cho nên bây giờ lần lượt em test bốn con mà thậm chí em test bảy tám con luôn tại vì giờ tới chiều là nhiều khi mọi người còn còn đăng ký mua nữa cho nên bây giờ bắt đầu test ha test số lượng nhiều nhiều để dành anh em tối mua là mình gói liền e là do 600 trong quá đi kèm với e do này thì gồm có cái này cái trạm này cái trạm này cũng là công suất lớn nha rồi cuốn sách hướng dẫn này rồi mốt shop rồi à, họp như thế này đó thì à, đó là elezoi sáu trăm w à, bán triệu mốt cộng phí ship ba chục còn elezoi mà bốn trăm w thì à, giá bán là tám trăm rưỡi bao ship nha à, đặc biệt mà bốn trăm w mà mấy cái bị lỗi màn hình á thì em bán là sáu trăm tám bao ship Đấy. thì à, mọi người có thể chọn elezoi sáu trăm w mới về này những anh em nào mà hôm bữa giờ đợi đó đợi quá trời lâu rồi thì bữa nay có hàng rồi đó chúng ta có thể lấy nha đây em quay cận cảnh cho mọi người xem màn hình rồi ha à, nhiều bạn chưa biết chỉnh khi muốn chỉnh uh, cái vuông sạc thì uh, dễ thôi nếu ác quy của chúng ta là hệ 12 thì chúng ta chỉnh đâu đó khoảng 14,5 còn uh, hệ 24 thì ta chỉnh đâu đó khoảng 28 hoặc là 28,5 thì uh, muốn chỉnh thì anh em sẽ nhấn nút set này nhấn nút set này sau đó nhấn dấu cộng hoặc dấu trừ nhìn ở đây nó đi đến cái vuông mà chúng ta muốn Ha, cái vôn sạc mà chúng ta muốn á nhấn nút set ha rồi sau đó cộng trừ đó, đi tới cái vôn ta muốn nếu mà được cái vôn ta muốn nó hiện đây nè anh em hiện ta nhấn nút ok là xong rồi chúng ta gắn bình vào là nó sạc ngoài ra những con elezo này nó có khả năng chạy trực tiếp từ điện mặt trời ra à, ra dc à, ra à, ra coi nó chạy trực tiếp từ điện mặt trời ra dc và chúng ta đưa qua con kích này là nó ra điện 220 luôn 220 luôn à, chế độ đó gọi là chế độ chạy trực tiếp không cần ắc quy là được luôn đó nha à, nó có thể làm được chuyện đó nữa à, thì qua cũng có mấy anh hỏi đó chế độ mà chạy từ tấm pin vô nó rồi ra con kích là ra luôn nhưng mà chạy như vậy thì nó không có ổn định nha thì vào lúc nắng và lúc không nắng nó không ổn định cho nên là hơi khó khăn à, trời mát là không đủ điện để để xài nhiều khi thiết bị dùng điện nó đang nó đang chạy rồi nó tắt không tốt đấy. Thì uh, em nhắc lại về cái combo này. Combo này gọi là combo uh, số 19 ha. Và với combo số 19 này là khuyến mãi dữ lắm nha. Gọi là siêu khuyến mãi luôn. Còn uh, 2 tấm pin một uh, 2 tấm pin uh, mỗi tấm 120W là 2 tấm là 2 triệu nè. Giá đây là đã bao ship rồi nha, giá bao ship rồi đó. 2 tấm 2 triệu. Cái con MC4 uh, uh, mà chúng ta lắp song song á thì nó không cần thiết ta bỏ này đi bỏ đi, à, tại vì chúng ta đang lắp nối tiếp mà bây giờ dù anh em lấy cái tấm áp uh, cao bên đây hay là cái tấm áp thấp uh, bên đây thì chúng ta cũng nên lắp nối tiếp, nối tiếp vào con elydo này, elydo à, này nó chịu cái vuông từ 17 tới 57 cho nên ta lắp nối tiếp nha. Đấy. Thì ở đây uh, hai tấm pin là hai triệu, con elydo sáu trong quá là một triệu mốt em bao ship luôn, mua trong combo này là em bao ship cho nên giá rẻ. Còn cái con kích này á, hồi đó giờ em bán 1 triệu 7 em bao ship Mà bữa nay em bán 1 triệu 6 bao ship Vô combo bán 1 triệu 6 bao ship Vậy thì tổng của cái combo này là 4 triệu 7 nha 4 triệu 7 à, 2 tấm pin uh, 120W nè một à, con ELEJOY uh, 600W nè một à, con kích 2 nha anh em Kích này là kích 2 ngàn chứ không phải là con kích um, Con kích 1 nha Con kích này là con kích 2 ngàn hệ uh, uh, 12, 24 gì tùy anh em nếu anh em lắp một cái bình thì lấy con kích 2 hệ um, hệ 12 còn anh em lắp hai cái bình thì 2006 hệ 24 e là dơi này thì chạy 12 cũng được mà chạy 24 cũng được cho nên là rất là là dễ xài xài mbbt á cái đầu tiên là nó uh, hiệu suất chuyển đổi nó tốt cái thứ hai là nó, tấm pin mặt trời ta rất là dễ gắn rất là dễ gắn cái điện áp nó rất là rộng dễ gắn ờ, cái tiếp theo nữa là khi mà xài mà BBT thì cái vấn đề ắc quy là chúng ta gắn cũng thoải mái, hệ 12 cũng được mà hệ 24 cũng được. Đấy, con này thì hệ 48 gắn không được nha, 12 với 24 thôi. Đấy. À, đặc biệt là cái hiệu suất chuyển đổi rất là rất là rất là hiệu quả nha mọi người, hiệu suất chuyển đổi 90 mấy phần trăm đấy. Đó thì em nhắc lại ha, cái combo số 19 này á là em sẽ bán cho mọi người cái giá là à, uh, 4 triệu 7 ha, 4 triệu 7 bao ship hết tất cả luôn gồm có hai tấm pin 120w anh em muốn lấy áp thấp áp cao tùy à, à, một con L 600 và một con kích 2600 à, Tuy nhiên mọi người tiết kiệm tiền mọi người có thể uh, lấy con L 400 Lager 400 hoặc là lấy con kích uh, 1006 để uh, tiền nó giảm hơn một chút à, nhưng mà L 600 này thì sau này anh em có thể nâng cấp pin lên rất là thoải mái con này lắp có thể là được 700 w pin và cái con kích 2006 này thì mọi người xài thoải mái hơn kích 2006 ở cái chỗ là con này gắn nồi cơm điện vô xài được ha rồi anh em xài những cái thiết bị nặng nặng ví dụ như mua tưa nửa ngựa đưa vô xài được đó và là những cái máy giặt đưa vô xài được còn ngàn sáu thì nhiều khi được nhiều khi không tùy vào công sức của cái cái máy giặt nữa đấy thì đi kèm phụ kiện đầy đủ hết nha phụ kiện em gửi kèm cho mọi người trên bàn này bên đây là phần e la Còn bên đây là phần của con kích Đấy, thì anh em đam mê thì hãy liên hệ em nha Combo số 19 Giá 4 triệu 7 Bao ship hết tất cả, rất là rẻ nha mọi người Em góp combo là lúc nào anh em cũng được lại Khoảng 200 ngàn ờ, Được hưởng lại so với mua rẻ Mua mua lẻ đó, mua lẻ thì nó Trên là chắc khoảng 200 ngàn đó anh em ờ, Cho nên mọi người mua hàng cũng dễ nữa Chỉ cần nhắn em là Ờ ừ, tôi lấy combo số 19, 4,7 triệu rồi là tự mình biết là món hàng gì là mình gửi liền nha mình sẽ tặng cho anh em mc 4 đơn còn mọi người muốn lấy dây nói dài này á dây 4 chấm này á thì cứ liên hệ em cứ 14 000 m vậy đó liên hệ em bao nhiêu thì em cắt em bấm mc 4 sẵn à, còn anh em không nói gì hết á thì em gửi cho mọi người là 2 tấm pin một cặp mc 4 đơn 2 tấm pin là về lắp nói tiếp nha một cặp mc 4 đơn à, một con elezoi 600 w đi kèm cái trạm nào luôn ha và muộn kích 2006 hệ 12 hoặc là 24 tùy vào anh em chọn, hệ 12 cũng được, 24 cũng được. Đấy. Tùy vào mình có mấy cái bình. À, anh em thấy là cái tải của em hồi nãy giờ là cái quạt nè. Nó quay từ hồi sáng sớm tới giờ luôn. Hai tá pin đó, đó. Đó nói chung là khi mà chúng ta sử dụng năng lượng mặt trời á là chúng ta thoải mái lắm, ta không có sợ đóng tiền điện. Cho nên là chúng ta cứ gắn vô và xài quạt, đèn rồi thoải mái ha. Em đang gắn vô kích nè. Và cứ cho ở quạt nó quạt vô tư Dù là em có ở đây hay là không có ở đây gì cũng được Không có đóng tiền điện mà có gì đâu mà sợ à, Cứ gắn vô mà xài thôi à, Xài miễn phí hiển nhiên đầu tư ban đầu là phải tốn vài triệu nha Chứ ban đầu không có thể nào miễn phí được nha mọi người đấy Rồi anh em nào cần thì liên hệ ha Combo này em giảm cho mọi người được à, à, Đâu đó chắc khoảng 200 ngàn à, 200 ngàn Nếu mà anh em mua lẻ thì mắc hơn 200 ngàn còn à, mua hàng nếu anh em ưng ý combo này thì dễ lắm. Nhắn tin qua gửi cho mình combo số 19, 4,7 triệu rồi xong. Cho mình tên số điện thoại và địa chỉ là mình gửi thôi. À, còn đấu nối thì như anh em cũng thấy đó, hai tấm pin đó. Dù là áp thấp hay áp cao cũng đấu nối tiếp. Đấu nối tiếp đi vào. Ở à, cổng Elalloy nó có cái trạm sẵn luôn nha, nó cứ cho mình cái này luôn. Đi vô đây cổng BV đây. Nhớ đừng có đấu lộn cực nha mọi người. Còn ở đây là cổng của quy đây. À, đi đây. Dây nhờ em đã làm cho mọi người thấy đó. À, về nhà đấu nói cũng đơn giản vậy thôi con sạc này thì nó rất là 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 ok ở cái mảng mà 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 là ok ở cái mảng mà 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 nó 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 sạc đó ha nó sẽ uh, nó nó sẽ hiệu suất chuyển đổi rất là cao ha. hiệu suất chuyển đổi cao đó thì thôi em xin chào mọi người nha hẹn gặp mọi người những video lần sau nha